Theo thông tin từ website của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore, đơn vị nhập khẩu chính của Việt Nam ở chu kỳ này với 23,12 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 24,85 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu gần như không biến động. Mặt hàng xăng đã tăng khoảng 26% so với chu kỳ điều hành giá 15 ngày trước đó. Như vậy, vào hôm nay 13 tháng 5, theo đúng chu kỳ điều hành giá, Liên Bộ Tài chính Công Thương có thể sẽ tiến hành tăng giá xăng. Dự kiến vào hôm nay giá xăng E5 RON 92 sẽ tăng 900 đến 1.100 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 1.000 đến 1.250 đồng một lít, dầu hỏa giảm 200 đến 300 đồng một lít, dầu diesel tăng 50 đến 200 đồng một lít, dầu mazut giảm 300 đồng một kg. Nếu điều này diễn ra sau 8 phiên liên tiếp giảm, giá xăng sẽ tăng trở lại.